Vậy cho nên tôi rất rất mong muốn là cái việc đi tù của mình hay của bất kỳ nhà hoạt động nào khác nó phải mang lại một ý nghĩa gì đó, nó phải có tác dụng thật sự là một sức ép ngược lại đối với chính quyền, để buộc chính quyền phải thay đổi, để buộc cái nhà nước cộng sản phải thay đổi, chứ nó không thể là cái để nhà nước cộng sản để lợi dụng. Chúng tôi không phải là hàng hóa để nhà nước cộng sản đem mặc cả với nước ngoài đổi lấy các cái định thương mại. Là mẹ của Đạt Trang thì tôi rất là tự hào và tôi rất yêu thương con tôi. Tôi cảm thấy nó là một con người phụ nữ can đảm, cháu đã kiên định, kiên trì đi theo một con đường, một con đường đó biết là rất là nguy hiểm và gian khổ, nhưng cháu vẫn dấn thân đấu tranh không mệt mỏi cho đất nước Việt Nam có được dân chủ, nhân quyền, cho người dân Việt Nam được tự do hạnh phúc. Trang đã phải vượt qua tất cả những cái uy lực của chính quyền. Trang kiên cường dấn thân để đạt được cái mục đích đó. Bản thân tôi là người mẹ, tôi đã phải hy sinh tính mẫu tử để cho con tôi hoạt động. Và tôi cũng hy vọng một ngày nào đó càng sớm càng tốt, đất nước Việt Nam có dân chủ, có nhân quyền, người dân được tự do hạnh phúc. Càng phải đáp ứng dần câu hỏi của tôi, những cái điều mong muốn của tôi từ nhỏ. Nhưng mà cũng tôi cũng nhận ra một điều là giấy báo cũng không đủ, và tôi cho rằng cái nghề